Hello, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình là BVD Gamer đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một tựa game khá là mới mẻ và khá là thú vị. Rồi, Daily Sticker, chúng ta đang có mấy cái sticker đây. Không biết là sticker sẽ để làm cái gì nữa. Mày nào. Có một thanh niên nhìn có vẻ khá là... Đây là một thằng khác nữa này, phải không? Không không đổi được thằng này, nó không cho đổi thằng này các bạn ạ. Cho đây thằng khác ạ. Multiplay này có thể chơi online các bạn ạ. Để xem chơi online xem có. Tìm lại hay là làm sao? Rồi, Finding Player đang tìm cho mình một player gọi là đủ đẳng cấp với mình đây. Đọc mấy cái mục đã đau quá các bạn, khó chịu quá. Sao nhỉ? Không tìm ra. À đây nó ra rồi. Là một con màu hồng, nhìn y như mình luôn, nhưng mà ba con giống nhau, ba con luôn rồi. Bốn con luôn vãi, không biết là bà làm gì nhỉ. Nào ngày nay thì mình khám phá tựa game này thôi, thú vị quá. Rồi bắt đầu nào. Đua xe à? Về đi đi. Dạ. Khó đấy. Kìa. Ủa thế vậy là sao mình đi? Game này khó chơi quá các bạn ạ. Bây giờ nó đi nó sẽ ngấp ngang ngấp nghảnh như này, mình phải giữ nó lại đấy, để nó đi rồi giữ nó lại. Đi được một tí. Úi, vậy làm sao vượt qua được cái mấy cái bức kia, làm sao vượt qua mấy cái bức kia được, mấy cái bức kia dày vậy mà. À nhấp nhấp phải nó đi à. Rồi có cái đầu không, khó hiểu thật sự. Cái thằng kia nó đi, ui cái thằng kia nó đi nhất rồi kìa. Nào chạy lại phát nữa đi. Ô, thằng kia nó nhấp nhấp nhanh thật mà. Đây để hướng dẫn nha. Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Rồi. Ready. Ok. Lắc qua lắc qua đâu, đầu phát. Tên có lẽ mày đang đi đúng hướng. Mình lên được rồi. Còn thằng nhóc kia đang tới kìa. Thấy không? Nhưng mình vẫn thua kia các bạn ạ. Má tức thật. Rồi, và như vậy là cảm ơn các bạn đã xem cái video ngày hôm nay của mình. Và nếu các bạn cảm thấy tựa game này hay, các bạn có thể tải về chơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.